Hơn nữa um, lý do tại sao phụ nữ có sức lực thì phụ nữ là vợ của đàn ông thì tất nhiên phụ nữ có sức lực đúng không đàn ông có quyền thì phụ nữ có sức lực Đó tại sao thì phụ nữ là vợ của đàn ông đàn ông là cái sự sáng tạo của Chúa Cha, phải không? Cái sự sáng tạo của Chúa Cha. Cho nên cả hai là một cái sự tồn tại đẹp nhất, tuyệt vời nhất, vĩ đại nhất, đúng không? Biết chưa?